Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề của em. Rồi, mọi người mua hàng thì liên hệ số hội trên 0348308443. Rồi, xem video bấm vô đăng ký để cập nhật mấy video mới. Bấm đăng ký và theo dõi kênh ha. Rồi, khách hàng mới mua hàng bên em lần đầu ha. Mình vui lòng chuyển khoản ha. Chuyển khoản giúp em rồi em gửi hàng. Đó. Rồi giá trên thì em chưa bao gồm phí ship nha mọi người. Phí ship thì em nhận ship thường bên Viettel ha, ship tận tay, giao hàng tận tay ha mọi người. Đó, giao hàng tận nhà. Rồi ship thường bên Viettel. Và khách mới thì phải chuyển khoản thì em mới gửi hàng. Dạ, mọi người thông cảm ha. Còn khách mua quen rồi mọi người có thể gửi chuyển khoản cũng được, hoặc là ship COD thì nhận hàng trả tiền và cước. Rồi, giá cước thì bên Viettel ship thường, chuyển thường thì nó rất là rẻ mọi người, không có mắc gì hết. Rồi, hôm nay làm giới thiệu mấy cái đồ mấy túi nha. Làm lên túi với lại cái nón nha mọi người, nón kết này. Nón kết rất là nhiều nha. Như túi nè, túi da, rồi túi du lịch nữa ha. Đó, có cái túi của Mỹ luôn ha, made in USA luôn. Túi đeo đựng laptop cũng được. Rồi, giới thiệu lần lượt ha. Này, rồi đầu tiên là đây, nón nha. Con này là đầu tiên là con Asics, con nón Asics này đầu lớn đầu nhỏ đeo được hết cho mọi người nè. Nó có thể điều chỉnh cái tăng đưa nè ha, và nó tăng đưa nó là dây hung luôn nè, dây hung co giãn, đầu lớn đầu nhỏ mang được. Rồi Asics nè, cái này cái logo nó dạ quang nha mọi người, dòng đi thể thao nha, dòng này nó rất là nhẹ. Vải nó là vải dù ha, rất là nhẹ và nó hóng khí. Đây độ mới còn rất cao. Nè, tem nè, tem thì phai, nhưng mà cái độ mới của cái chất lượng sản phẩm á, chất lượng của nó rất là tốt. Rồi mã số 1 ha, 250 nha. Rồi, tiếp theo rồi cũng là con nón nè. Nón bánh tiêu ha. Nó có co giãn nha mọi người. Này Hàn Quốc sản xuất nha. Rồi. Nón vải hai lớp nè, có lớp bên trong nữa. Nón màu đen có tăng đưa. Cái nón này size cỡ đầu trung bình nha mọi người, cỡ 57 đến 59 mang ha. Vòng đầu á, cái vòng đầu trên trán á, mình đo dòng nó là 57 59 mang được. Rồi mở thứ hai ha, 200.000. Rồi, tiếp theo. Số 3 cũng là con nón bánh tiêu nha mọi người. Ở đây nó lại có cái nút ha, gập xuống. Cũng là vải hai lớp. Chuẩn hàng chuẩn Nhật nha mọi người, tem Nhật. Nón vải hai lớp. Rồi vải đen ha. Bên ngoài một màu đen tuyền nha. Này xoay đầu nó cố định nha mọi người. Rồi xoay này cũng trung bình ha, xoay 57 58 mang được. Rồi mã số 3 ha.
150. Rồi, tôi thấy một con USA, American USA, tem heo nè. Đây, Hàn Quốc sản xuất nha. Nón này sử dụng rồi, mọi người về giặt lại ha. Nó sẽ sáng màu lại. Rồi cái này tăng đưa tăng chỉnh luôn, lớn nhỏ gì mang cũng được hết mọi người. Này tối đa nữa coi, cái vòng đầu này tối đa khoảng 59-60 trở xuống ha. Cái đầu cỡ 60 trở xuống mang được không mọi người. Rồi mở số 4 ha, 200.000. Rồi tiếp theo một con của Adidas sản xuất nha. Adidas nó phối hợp với hãng bóng chày, bóng gỗ NBA. Nè, hãng bóng gỗ NBA nổi tiếng của Nhật. Ồ, xin lỗi, của Mỹ. Con này nó sản xuất tại Bangladesh nha. Này, made in Bangladesh ha. Bangladesh sản xuất. Cực kỳ xịn luôn. Logo Adidas. Hiệu Adidas ha. Đây là cái logo của bóng gỗ nè, trái bóng nè, bằng tay của NBA nè, NBA bóng gỗ. Còn cái tem luôn. Tem bên chìm 7 màu. Rồi con này mã số 5 ha, 250 nè. Rồi tiếp theo đây, mã 6 nha. Cái con này cực kỳ nhẹ luôn nha mọi người. Con này đi dã ngoại đi ấy nè, nó rất là nhẹ nha. Nè, rồi coi nó nhẹ mà nó mềm, nó xíu lại nó rất là gọn ha. Nó bằng cái chất vải siêu nhẹ luôn. Cái chấm này á, là chấm mực mọi người, chấm mực bút lông. Nãy viết số nó bị dính lên, giặt nó ra ha. Đó, hàng hiệu nha. Fitzroy ha. Này hàng chuẩn Nhật ha. Chuẩn này sản xuất tại Hàn Quốc. Size free ha. Là điều chỉnh được. Size lớn nhỏ đều mang được. Thoải mái luôn. Độ mới còn cao. Lưới này. Này. Bẹt cầm nó rất nhẹ mọi người. Đội nó thoải mái, nó thoáng, nó mát. Cái màu này màu màu kim loại ha. Màu chì kim loại nha, màu giống như màu titan đó, màu sắt. Rồi mã số 6 ha, 250 nha. Rồi, tiếp theo là đây. Một con Mercedes-Benz cho bác nào fan của Mercedes nè. Này tem nè. Đây, con này nó là màu xanh. Màu xanh logo Mercedes.
Rồi dây đai, dây tân chỉnh là bằng da ha. Dây da. Điều chỉnh. Đầu lớn nhỏ mang được. Rồi mã 7 nha, 200 ngàn. Nón vải bình thường. Logo heo ha. Rồi tiếp theo một con. À đây, con này axit nè. Axit đi ngoài trời nữa. Con này nó cũng khá nhẹ. Đây màu nó nè, màu rất là đẹp. Dây nó là kiểu dây rút này ha, kiểu tăng chỉnh đầu rồi. Bằng dây rút rất là tiện nhanh, đầu lớn nhỏ mang được. Rồi, này to nhất. Rồi cái này to nhất cỡ 58 trở xuống nha mọi người. Này là size trung bình đến nhỏ ha, 58 trở xuống nha. Là căng hết cỡ như vậy là khoảng đầu 58 rồi. Rồi mình có thể rút nhỏ vô vô ha. Đó. Đây, độ mới còn rất cao. Thiết kế đẹp. Cái này là nó có thể chống, em nghĩ là nó có thể chống nước mưa nhẹ ha. Kiểu mưa lâm râm á, nó phải chống. Cái chất vải nó như vải dù luôn mà, vải dù áo mưa. Rồi axit ha, axit là thương hiệu của Nhật mọi người. Nè, tem này, con này sản xuất cũng ở Hàn Quốc sản xuất nha. Rồi mã số 8 à, 300 ngàn. Rồi tiếp theo, à cái con này đẹp nè, con này con bánh tiêu ha. Nó bánh tiêu. Đây, con này xịn nè. Michael Lear, đây là Michael Lear Paris nha. Nó ghi nè, tem nó đó, Michael Lear Paris. Hiệu Sikap của Hàn Quốc sản xuất nha. Đây, Coca. Độ mới còn rất cao. Có cái dây co giãn ha. Cái này đeo vòng đầu cỡ 57 58 nha mọi người. Ha, 57 58 mang ok. Rồi mã 9 ha, 350 nha. Con này còn mới, độ mới rất cao. Ồ, cái con này là để đi tránh nắng cái mặt mình nè mọi người. Mình mang nó vẫn thoáng mát trên cái đầu ha. Tại vì nó chỉ che cái phần mặt thôi nè. Đó. Kiểu nó có cái mũi che cái mặt thôi ha. Cho nó mát cái mặt. Để chơi thể thao ngoài trời ha, hay chạy bộ này kia. Mình cần che cái mặt mình thôi. Hàng hiệu của Fila ha. Đó, hiệu Fila mà có.
Rồi, dây này là dây tăng chỉnh nha. Đây. Đầu bao rộng luôn, trong cỡ nào mang cũng vừa hết. Rồi, nhỏ lại nè. Nhỏ lại là cỡ 55, 56 vẫn mang vừa nha mọi người. Mã số 10 ha, 150.000. Thiết kế kiểu cái này là kiểu người sắt người gì nè. Trong phim á. Cái mặt của người sắt. Rồi tiếp theo là con đây, một con nón hiệu gì ta? Đây hiệu nè mọi người. Size này to nha, MXL luôn. M đến XL ha. Hàng hiệu. Rất là to nha mọi người, size M bển nó to lắm. Size này cỡ đầu tới 60 trở lên nha mọi người. Quá to luôn, đầu 60 trở lên mang mới được ha. Đầu 60 mang 100.000 nha, mã 11. Cái form nó hơi bị nhăn nha mọi người nè. Rồi, 100.000 mã 11. Trong nè. Rồi, một con Fila màu đen. Dây dây tăng đưa điều chỉnh bằng khóa nhựa nè. Rất là nhanh. Bấm cái nút ha, kéo ra kéo vô. Rồi size trung bình, đầu bình thường mà thoải mái. Fila. Rồi con này 100.000. Mã 12 ha. Con này xịn sò độc đáo nữa. Này. Nike ha. Đây, Nike chính hãng luôn. Rất là xịn. Hai lớp luôn rồi. Lớp bên trong nó là giống như cái chất dù chống nước ha. Nè. Bóng bóng. Bóng láng. Rồi, hai bên là nó vải khoáng. Con này size 58 nha mọi người. Vòng đầu 58 ha, trung bình 58. Đây, form nó như vậy ha. Đó. Form nó đứng vậy. Mang vào nó đứng vậy. Logo của Nike. Này, nút. Trong. Vải hơi dày. Vải dày mà nó mềm mịn. Vải rất mềm mọi người. Không biết bằng chất liệu gì nhưng cầm lên rất mềm. Nó dày nhưng mà mềm. Rồi mã 13 ha, 400.000. Con nón của Nike. Rồi tiếp theo một con bánh tiêu. Đây. Con này tem màu đen ha, của Hàn Quốc sản xuất. Nón vải. Vải nha mọi người. Vải dạng nó có sọc sọc. Nè sọc nè. Sọc chìm rất là nhỏ. Rồi con này size 57, 58 ha. Mã 14, 100.000. Con này cỡ 56, 57 ha. Vòng đầu 56, 57 mà.
8 chắc hơi cứng. Rồi mã 14 ha, 100 ngàn. Rồi tiếp theo con nón này, nón lưới nha mọi người, nón này cực kỳ độc luôn, rất hiếm gặp. À nó có cái viền bằng cộng thép đây, cái viền đây còn cộng thép mọi người, cộng gì không biết nhưng mà nó cứng cứng nè, nó tạo cho cái form lúc nào nó cũng vậy ha, nó tròn như vậy ha, không bị gãy, không bị cong nè, giống cái lò xo vậy đó. À, bị mắc tem rồi, rớt tem rồi. Nè, nó là một lớp lưới dày nhưng khón. Nè, lưới 2-3 tầng nhưng mà nó dày khón ha. Nè, lưới mịn rồi lưới hưa nó chồng lên nhau. Đây nó tạo ra cái form nón rất là độc luôn nha mọi người. Nón này độc, độc hiếm. Đó. Mang vô cực kỳ mát. Rồi size to nha mọi người, size này cỡ 58-59 rồi. Tám năm chín 60 mà ăn được cỡ đó, 8-59-60 ha. Mã 15 nha, 250 ngàn. Còn mọi người mà có bị đầu nhỏ ha, mình có thể sửa lại nha, mang ra bên ngoài nó sửa, rút cái này vô nè ha. Thật ra là rất đơn giản ha, nè đó. Mai họ sẽ sửa được. Rồi hiện tại nó là 58-59-60 ha, mình mang nó vừa. Rồi mã 15 nha, 250 ngàn. Rồi cái con nón này cực kỳ độc luôn mọi người. Đây. Nón mang ở xứ lạnh nha. Ví dụ như Đà Lạt ha, Hà Nội mùa lạnh ha. Sapa, Lào Cai này kia. Mấy vùng lạnh. Đây. Nón Nhật ha, nón này nón Nhật, nón bên Nhật, Nhật nó xài nha, màu camo rất đẹp, màu camo nè, màu lính á, nó gần ghi. Rồi tem nè, chữ Nhật không hiểu, cái này mình giặt á, mình treo luôn bằng này nè, rồi để treo. Rồi cái này nó là cái nón đội và nó có một cái nguyên một cái mảng vải để che cái mặt mình luôn, che cái mặt mình và gầy xuống càm luôn ha, giống như đội nón bảo hiểm full đầu luôn vậy nè, thiếu cái kính trước ha. Rồi lớp bên trong là lớp lông nữa nha mọi người, nè lông, làm nhận lông như cái mền vậy, để cho nó ấm mình nha mọi người, ấm cái đầu ha. Cái mũi che nắng thì nó không quan trọng, nó nhỏ xíu nè, mũi nhỏ xíu tại vì mặt dùng lạnh mà ha, mang dùng lạnh và nó không có bị nắng nên nó chỉ chú trọng vào việc làm ấm ha. Ở đây có ngay lỗ tai nè, nó vẫn làm lỗ ho hón cho mình nghe được ha, đó rất là hay. À, để coi cái size nó bao nhiêu. À, cái size này có thể tùy chỉnh nhỏ là được ha. Bây giờ là tối đa nè. Rồi rất là dễ mang nha mọi người. Cái tối đa này 59-60 trở xuống ha. Nói chung full size từ lớn nhỏ. Vòng đầu gửi 59 trở xuống rồi. 59cm vòng đầu nè ha. Trở xuống rồi ok hết. Xuống mình chỉ cần rút vô ha. Đó, nó nhỏ xíu rồi nè. Rồi cái này mã số 16 nha, 300 ngàn. Cái xịn, cái vải nhìn chất liệu nó rất là tốt. Rồi
Em giới thiệu tới mấy cái túi nha, nắp nón nè, giờ tới qua mấy túi nha. Túi đeo bụng nè, túi du lịch nè, du lịch nè, du lịch này bự đẹp nè. Rồi cái cặp của Mỹ nè, cái cặp đeo chéo của Mỹ nè. Cặp của Mỹ nè, made in Utah ha. Rồi đầu tiên giới thiệu cái túi da. Túi này đây, nó màu nâu ha, khóa đồng nè, khóa đồng nhìn nó đẹp. Đây, túi nó như vậy nha mọi người, chéo bên hông ha, này, dây bự mà nó dây khá là to dài. Đó, dài chuyên để đeo chéo ha. Khóa bên hông nè, nút bấm. Rồi hai dây kéo có đồng hết cho mọi người, dây kéo bằng đồng luôn, nó xịn. Đây bên trong ha, bên trong nó là một lớp giống như da báo, lớp vải nè bên trong còn mới. Đây cái hiệu nè, đọc không được luôn, cái hiệu nó chữ nó viết rất là châu Âu ha. Móc khóa Nhật nha, móc khóa Nhật nè. Cái này là nó bán ở thị trường Nhật mọi người, sản móc khóa Nhật. Đây một ngăn bên trong, rồi ngăn ngoài. Rồi, phía sau có một ngăn nữa nha. Đây. Phía sau cái ngăn này rất là to luôn mọi người. Cái mà lạ, cái ngăn này là hai phía sau là cái ngăn cũng và mở một cái ngăn ở giữa nha. Nhưng mà nó có một cái túi phía sau ha. Có cái cửa kéo phía sau. Là nó dùng chung với ngăn chính nha, chứ không phải là cái ngăn nhỏ phía sau. Rồi. Này xài móc khóa đồng ha, cầm nên nó là khá là nó nặng nặng. Nó nặng tay. Nè cái đáy nè. 20. Dài khoảng 35, ngang 35. Thiết kế dạng hộp cho mọi người nè, những hộp chứ không phải nó dẹp nên nó khó đo. Rồi, này khoảng 18 ha. Rồi cái này mã số 17 nha, 400 ngàn. Túi. Túi đeo chéo. Rồi túi này túi đá banh nè, à xin lỗi là túi chơi thể thao, chơi đá banh ha. Mang đôi giày đi chơi đá banh nha mọi người. Hoặc đi dã ngoại cắm trại đồ mang giày cũng được. Bỏ giày riêng á, bỏ vô túi này ha. Bỏ giày hoặc người có thể bỏ chai nước, đồ linh tinh. Rồi cái này cũng cái Mizuno mà cái logo nè. Cũng Mizuno. Mizuno là hiệu hiệu Nhật á. Thương hiệu sản xuất đồ thể thao nổi tiếng của Nhật. À Reebok. Ồ, cái túi này xịn nè. Túi này Reebok ha, Reebok của Anh nha mọi người. Reebok hồi xưa rồi. Giờ nó hợp tác với thằng gì cơ. À Reebok. Tác với như Adidas sao? Nhớ nhập rồi đó. Rồi Reebok ha.
rồi đựng vừa đôi giày rất là tiện lợi, đôi giày bộ đồ chơi đá banh luôn, bộ quần áo đá banh rất gọn, quần áo đá banh nó có đâu nó loại nhỏ xíu. Rồi mình đi đá banh mình xách đi ha, rất là tiện, tới nơi mở ra chơi. Mã 18 ha, 150 nè. Rồi cái này cũng tối đá banh nè, túi banh này kiểu khác ha, nhìn nó dày ha, kiểu nó như như cái chiếc xe mà nhìn rất đẹp như chiếc xe. Và nó có cái dây đeo chéo nè, dây này đeo vai được nè, dây đeo vai nè ha, nó tiện. Zoma, cái này hiệu Zoma nè, Zoma nè, có nhìn móc khóa luôn. Đây bên trong Zoma đây, để dài ha, nó có chống cái bìu chống nước nhẹ ha, là mưa sơ mình đi cũng ok luôn. Đây là cái hón khí đó, à nó hình cái hộp 40 ha, cho 15 20. Rồi đựng giày, đựng quần áo đá banh chơi thao, ok. Đi ở ngoài thì mình đựng này kia rất là tiện. Rồi mã 19 200.000. Đây, con túi của Mỹ mọi người. Mấy cái này vô ra ha. Bit là túi siêu lớn, cái hãng này như hãng sản xuất túi siêu lớn mà. Cái túi này đựng này nó có dây thắt tràn lại cho nó chắc chắn ha. Rồi nắp nó mở đây, đây túi này là túi dạng cái dạng này nó có chống nước mưa nhẹ nhẹ ha, mưa lâm râm mình phải chống được. Cái này phản quang ha, cái dây này phản quang, cái này đựng rất là tiện nhưng mà nó bự lắm, mà nó đựng tiện, nó đựng được cái laptop to đùng luôn á, rất là bự nha. Đúng là cái hàng Mỹ, nó sản xuất túi cho người Mỹ xài sao nè. Đường chéo nó tới 50 luôn hả. Rồi cạnh nó nè, chiều cao là 30, chiều ngang là 45 ha, 30-45. Rồi bên trong nè, rất là mới, hai ngăn luôn rồi, một ngăn nhỏ bên ngoài, một ngăn bên trong. Xếp lại rất gọn gàng nha. Túi này nó vải, giống như vải bố, vải chịu, vải chắc chắn á, vải chịu, vải dù, vải bố mà. Nó dày á, vải nó chắc. Nó phải xếp gọn lại luôn. Rồi dây đeo là dây đeo chéo ha, bản to nè. Hoàn chỉnh. Đây. Rồi hai bên nó có một cái cọng dây này để rút lại, siết lại khi mình bỏ đồ vô, siết lại cho nó gọn. Rồi cái túi Mỹ này có mã 20 nha, giá bán 600.000. Đây một cái túi đeo chéo rất là, túi đeo chéo đeo hông ha, đeo thắt lưng, size khá to mọi người. Size này đựng rất là nhiều đồ ha, 35 35 25 ha,
đáy rộng, đáy khoảng 10, rất là nhiều ngăn và nhiều tính năng. Đây là đựng chai nước, đây cái lỗ lưới đựng chai nước nữa ha, hai bên đựng chai nước đó, hai bên đựng hai chai nước ha. Túi này chuyên đi dã ngoại luôn, hiểu nó nè. Rồi dây này dây mềm ha, dày rất là êm, mang nó không có bị mỏi. Rồi dây kéo, à đặc biệt đây là nó, cái túi này nó có một cái động dây kéo nó cất đây nha mọi người, đây nè, cất đây ha. Và khi mở ra mình có một cọng dây, cọng dây nè, dây mình sẽ đeo vậy ha đó. Rồi là mình thành một cái túi, túi đeo chéo ha, thành túi đeo chéo, đeo chéo vai ha đó, thành cái túi đeo chéo vai. Mình không đeo sợi dây này, mình cắt vô cái lỗ này ha. Cái này là để đeo bụng. Rồi ngăn kéo nó đây, ngăn này ngăn bên ngoài, ngăn chính đây. Sử dụng cái dây khóa này rất bền không, dây khóa bằng cao su. Đây ngăn chính này, rất là rộng luôn, đựng được A4 tập ở cỡ đó. Túi này mã 21 ha, 250. À vì sao nó 250 mọi người? Vì đây cái khóa đây nó bị cắn nó mẻ rồi. Nên bán rẻ ha, 250 ha. Đây cái khóa này là nó mẻ nè ha. Cái này mọi người hai được nè. Mấy tiệm làm đồ túi xách nó sẽ có cái này hai ha. Đây nó vừa ít cỡ này là nhét nó vô. Cái đầu này nè, tụi cái đầu này rời nè, đó, nó mẻ mẻ chỗ này nè ha, đó nó bị cấn, về nó cấn mẻ, vẫn còn nhét vô được, cũng còn khá được, ok nhưng mà nó mẻ rồi, nên bán rẻ nha, 250 ha, mã 21, à còn cái quai sách nữa chứ, cái túi này rất là tiện luôn nè, sách cầm tay cũng được luôn. Rồi, túi đeo chéo, đeo bao tử, đeo thắt lưng ha. Túi này chuyên đi nhẹ lắm mọi người, cái túi này rất là nhẹ. Làm bằng chất liệu là vải dù ha. Vải dù rất là nhẹ. Để đi đi ngoài trời ha, cắm trại du lịch này kia. Mình bỏ điện thoại ha, điện thoại là máy tính bảng. iPad đồ vô ha. Đây, iPad 7-8 inch vô ok không? Nè, so với cái điện thoại nè, cái điện thoại này bằng hai cái điện thoại khoảng 6 inch ha, gần 6 inch ha. Mình ngang hai cái luôn vừa nè, cho vô. Rồi cái này nó cũng có cái đồ đựng chai nước nha, đây đựng chai nước nè. Rồi dây kéo, túi nhỏ, ngăn nhỏ, rồi ngăn chính đây ha. Rồi có thể đeo thắt lưng, đeo như túi bột tử hoặc là đeo chéo ha. Dây này dài, đeo chéo được luôn. Chéo ngang lên ngực. Rồi cô cũng có cái quai sách. Ở này mã 22 mọi người, 300.000. Hiểu nó nè. Rồi tiếp theo một con da rất là đẹp. Con da này nhìn nó rất là, nói chung nó gọn đẹp nè. Rất là gọn nha. Dây da luôn.
dây tăng chỉnh, đeo người cao người thấp đeo được. Bản lớn, dây này cũng lớn, đeo nó không bị mỏi. 4 cm. Rồi kích thước túi này là 25 ha. 26. 6 nhân chiều cao. Em đo cạnh vuông thôi nha, chiều cao là có 10 17. Là 17 12. Đó. Bên trong nè mọi người. Một ngăn nhỏ nữa. Hai ngăn. Hiệu nè. Dây kéo. Khóa đồng. Khóa đồng nha mọi người, khóa đồng khóa Nhật ha. Hàng này bán bên Nhật. Khóa Nhật xịn nha. Đây là cục 500. Để hít cái nắp lại ha. Da khóa Nhật, khóa đồng nha. Dây bằng đồng. À, cái dây kéo nó bằng đồng ha. Này cục 500. Đấy nè, đấy còn khá là ok nha, khá đẹp. Không có bị chưa có bị gọi là phai. Rồi cái túi chéo này mã 23 ha, 600 ngàn. Mặt lưng, mặt sau, mặt trước, kiểu đơn giản nhưng mà nhìn nó gọn mà nó tiện lợi. Đây một ngăn phía trước. Rồi tiếp theo là một con túi màu vàng ha. Con túi này hiệu Coipin ha. Coipin. Hiệu Coipin. Dạng túi đeo chéo ha. Đeo chéo đeo bao tử. Ok. Muốn đeo sao đeo ha mọi người. Đeo chéo nó sẽ như vậy ha. Nó như là cái túi đeo nhỏ vậy. Như túi ba lô. Túi đeo chéo à. Mà có thể đeo bao tử ha. Nè, bao tử đeo bao hấp bụng nè, hấp lưng nè. Trong có lớp xốp im nha, lớp này nó chống mỏi, chống không thoáng nè, chống hầm. Rồi ngăn chính đó nè, ngăn chính có một ngăn hộp phụ bỏ tiền kia, đồ nhỏ. Rồi đây là đựng chai nước nha. Vẫn là cái kiểu đi ngoài trời. Túi đi đi ra ngoài ha. Đựng chai nước nè. Hai đựng hai chai nước nha mọi người. Đây hai bên hai chai nước. Rất là chuyên nghiệp luôn. Đây có cái khoang để mình treo móc khóa cũng ok luôn nè ha. Hai cái. Rồi chung là túi này nó ngăn nó thiết kế đơn giản, một ngăn chính và một cái túi nhỏ phụ và hai chai nước. Rồi có thể xách. Rồi mã 24 ha, 400 ngàn. Túi màu vàng, màu vàng tươi ha. Rồi tiếp theo là túi du lịch nha, hai túi du lịch nè mọi người. Con này của hàng Adidas nè.
dưới mặt đít nó, mặt đáy nó có cái lớp cao su ha, cao su dẻo nè, để chịu gọi là chịu không bị chày, không bị lủng ha, nó bền. Và cái vải này rất là bền luôn rồi, vải này vải anh chung vải nó nhìn nó mỏng mỏng thôi nhưng mà nó rất là chắc nha, ha, rất là chắc và nó bền lắm. Đây ngoài nó có một cái túi, túi du lịch này á, thì đựng vô nó sẽ dài ra như vậy ha, và nó tròn như cái trống nha mọi người, thường gọi là, còn gọi là túi trống, đựng vô nó phù tròn giống cái trống. Rồi này kích thước khoảng 45 mọi người, 45 nhân 30 ha, nhân 20. Và cái túi này đựng được khoảng, túi này cỡ hơn 20 lít mọi người. Nhưng nó bự gần bằng hoặc hơn cái bình nước 21 lít này nè ha. Đó. Mình đoán nó khoảng là khoảng 22 lít đi ha, túi 22 lít. Đựng cỡ ăn chục bộ đồ cũng được ha. Đó. Rồi có dây đeo chéo luôn nha. Nè. Quay chống mỏi. Dây đeo chéo cài vô đây ha. Rồi bên hông có một túi nữa, một ngăn, không có một ngăn kéo nhỏ nữa. Rồi túi này mã 25 ha, 300.000. Rồi đây cũng là một túi du lịch nè. Đây có một cái quai rất là to, tiện cho mình đeo luôn nè. Quai này đeo nó chống mỏi luôn nè, không có mỏi. Nó bự rồi, nó không mỏi. Rồi đáy nè, đáy còn rất là đẹp nha. Rồi con này kích thước là 45 ha, 45 nhân cho 45 30. 45 30 20 ha. Cũng cỡ bằng cái túi đó. Túi này cho nó cỡ 22 lít đi ha. Tay bên trong nè. Loại này là vải hai lớp nha mọi người. Là hai lớp. Có một lớp vải mỏng luôn nè. Trông còn rất là đẹp nha, đây, mới luôn. Nè. Rất đẹp nè, đáy nè. Cạnh đáy. Đây, trông. Tem đẹp nha, chắc chắn xịn. Rồi ngăn rất là, ngăn cũng khá là nhiều ha, một ngăn nhỏ ngoài nè và một ngăn vừa vừa cũng ở ngoài ha. Rồi và một ngăn phía sau nha, phía sau này ngăn bình thường nè, đóng nắp. Rồi một ngăn bên hông nè, cũng to to. Rồi ngăn bên hông nè. Rồi tiếp theo một ngăn đây, ngăn này đựng chai nước nha, khá là to luôn. Này đựng tới cái áo mưa luôn mọi người. Đựng áo mưa được luôn ha. Đựng áo mưa. Rồi đây là cái hiệu nó. Rồi ok. Rồi túi này mã 26 ha, 400.000. Rồi em kết thúc video đây ha. Cảm ơn mọi người. Mọi người mua hàng thì liên hệ trên thông tin trên đây ha. Rồi, em chào và hẹn gặp lại video tiếp theo.